mèo tiên tri dự đoán kết quả Ecuador vs Senegal, khó có bất ngờ. Mèo tiên tri Cas đã đưa ra dự đoán kết quả về trận đấu giữa Ecuador và Senegal tại lượt trận cuối vòng bảng World Cup 2022. Ecuador đã có trận đấu thành công khi cầm chân đối thủ mạnh hơn rất nhiều là Hà Lan ở lượt trận thứ hai vòng bảng. Lúc này, đội bóng Nam Mỹ đang có 4 điểm và họ cần ít nhất một điểm ở lượt trận cuối để giành vé đi tiếp nhưng đây là nhiệm vụ khó hoàn thành bởi đối thủ của họ là Senegal cũng đang muốn có 3 điểm để lấy vé vào vòng đấu loại trực tiếp. Trước khi màn so tài này diễn ra, mèo tiên Chikas cũng đã đưa ra dự đoán về một chiến thắng sẽ dành cho đại diện châu Phi. Nhưng nên biết rằng, Ecuador là đội bóng rất khó chịu và chắc chắn họ sẽ không dễ dàng để Senegal đạt được mục đích. Video mèo tiên tri dự đoán kết quả Ecuador vs Senegal